Xin lời tự động cùng Techcombank. Tiền tự lời, bạn thảnh thơi. Comfy điều hòa châu Âu. Trước đó có một số những cái chuyện nhỏ nhỏ mà chúng tôi dùng từ là tuổi trẻ, cho nên đôi khi cũng sẽ có những cái điều mà xảy ra, rồi sau đó là chúng ta lại có một khoảng cách nhất định. Thì hôm nay là một cái dịp mà Sống 24 rất là may mắn để có được một cái giao duyên, để tất cả những người yêu thương nhau, những người giỏi có thể gặp lại nhau. Có thể là trước khi cuộc phỏng vấn này xảy ra thì trong lòng Khoa vẫn còn có một cái gì đó nó lớn cân. Nhưng mà ngày hôm nay sau cái phần trình diễn này, thật lòng muốn nói với Cam một điều là anh tha thứ cho em và hy vọng em cũng vậy. Chủ đạo của anh là ballad, nhưng mà anh rất thích những cái dòng nhạc của em, kể cả Tờ Linh hay là Wayne Evan, Loy Choi hay là ái. Thì hai em sẽ luôn luôn là những người tiên phong cùng tất cả anh em rapper cùng với cả những bạn trẻ nhá. Trách nhiệm đặt lên gánh nặng. Ôi áp lực quá. Chúc mừng em, trời ơi. Tiếp tục đi em, tiếp tục. Anh thích những bản phối của em. Oh, thank you anh. Cái não của em nó đỉnh. Tiến lên nhá, tiến lên em. Tiên phong đấy, tiên phong đấy. Và thưa quý vị, ngồi kế Trấn Thành đây là hai cô em mà Trấn Thành rất là yêu mến. Hai tiếng hát R&B cực kỳ điêu luyện, đó là Sophia và Orange. Và đây, một producer tài năng, một nhạc sĩ mà rất là nhiều bài hit, hit maker, thưa quý vị, Châu Đăng Khoa. Ok, đã nói là năm mới là chúng ta không bàn về những chuyện cũ, những chuyện đã qua, mà chỉ nói về những điều tích cực, những điều mới thôi. Thì những ai theo dõi âm nhạc của Châu Đăng Khoa và Orange đều biết là trước đó có một số những cái chuyện nhỏ nhỏ mà chúng tôi dùng từ là tuổi trẻ, cho nên đôi khi cũng sẽ có những cái điều mà xảy ra, rồi sau đó là chúng ta lại có một khoảng cách nhất định. Thì hôm nay là một cái dịp mà Sống 24 rất là may mắn để có được một cái giao duyên, để tất cả những người yêu thương nhau, những người giỏi có thể gặp lại nhau, để có thể chia sẻ tất cả những nỗi niềm, những cái khúc mắc, những cái hiểu lầm vừa qua, tất cả cùng hướng đến một cái tương lai mới tốt đẹp và tích cực. Đầu tiên chắc là Khoa nói trước đi ha, về cái sự kết hợp lần này giữa Orange và Sophia. Đúng như anh Thành nói, đây đúng là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Ban đầu khi mà nhận được lời mời của chương trình á, thì Khoa cũng đắn đo lắm với mọi người và cũng suy nghĩ nhiều. Tại vì những cái gì mà đã qua thì thật sự là Khoa muốn cho nó qua đi. Nhưng mà anh Thành của chúng ta đã dành cho tôi vài tiếng đồng hồ để đã thông kinh mạch, đã thông tư tưởng của Khoa. Và đúng như anh Thành có nói với Khoa một cái câu rất là hay, và Khoa nghĩ là không chỉ hiện tại đâu mà sẽ sau này về sau nữa Khoa cũng sẽ nhớ nó. Đó chính là nút thắt ở đâu thì mình gỡ ra ở đó, đúng không anh? Có thể là trước khi cuộc phỏng vấn này xảy ra thì trong lòng Khoa vẫn còn có một cái gì đó nó lớn cân. Nhưng mà ngày hôm nay sau cái phần trình diễn này, không biết mọi người thấy thế nào, bản thân Khoa cảm thấy rất là tự hào và rất là sướng vì nhìn thấy hai con người mà mình rất là yêu thích cùng hát với nhau trên sân khấu. Một tiết mục quá tuyệt vời ạ. Thật lòng muốn nói với Cam một điều là anh tha thứ cho em và hy vọng em cũng vậy. Mời hai em. Dạ, mời hai bạn. Chào cưng. Dạo này Ren Evan gầy quá nhỉ? Chắc là mình bơm xong hao hơi tốn sức quá hả hay sao? Hết hơi luôn này. Hết hơi. Ý thương quá, thưa quý vị, chúng ta có một cặp đôi bao lì xì ở đây. Rất hay là hay Tết liền. Đúng rồi. Thấy hai bạn trẻ năm mới, cho em hỏi gì mới mới mẻ mẻ đi. Là thấy là hai bạn âm nhạc cũng thay đổi, cũng mới và đặc biệt luôn giữ được bản sắc của mình. Thì cách thức nào để chúng ta có thể tìm được cái nguồn cảm hứng luôn luôn làm mới chính mình như vậy? Thầy chị em. Đúng là Ren cũng vậy, tại bạn thấy âm nhạc của Ren rất là mới. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Nếu mà được cho em xin cái gain ở trong này hơi to lên xíu. Em nói chuyện hơi bé là... Vâng, cho em mic to lên tiếng được. Bé nó kiệm lời quá. Không như anh em mình. Nói quá. Cho em xin phép được trả lời câu hỏi của anh Ngô Kiến Huy rằng là làm sao để giữ cái bản sắc của mình trong âm nhạc. Thì em nghĩ là nó là một bài toán rất là đơn giản, là làm sao để mình tìm thấy chính mình trong âm nhạc. Câu từ mình viết ra nó nên là cái thứ mà mình thực sự suy nghĩ ra nó. Nó là những thứ mà gọi là tinh khiết nhất của âm nhạc. Dạ, cảm ơn câu trả lời của em, nhưng mà nó không phải là những gì mà Huy hỏi ạ. Chết rồi, quê quá. Huy hỏi là làm sao để mà mình có những cái sự đổi mới trong âm nhạc của mình. Đổi mới, em bị không nghe rõ về sau, em xin lỗi anh. Có bao giờ Ren cảm thấy là mình bị cạn ý tưởng không? Thế thì em là một người nghe nhạc rất là nhiều. Em nghe và em luôn tìm tòi rất là sâu vào một cái lĩnh vực hoặc là vào một cái genre nào đó. Khi mà cái thời gian nó cần mình phải đổi mới thì nó đã luôn luôn ở đó rồi.
nên mình chỉ cần lôi nó ra và mình sử dụng nó như một cái chất liệu. Em nghĩ là nhạc sĩ nào cũng sẽ trải qua những cái thứ đó. Anh rất thích câu trả lời của Ren. Có nghĩa là nếu mỗi ngày mình nghe được nhiều nhạc hơn, mình cứ nạp dần thì nó ở đâu đó trong cơ thể của mình, thì tới lúc cần tự nhiên nó chui ra. Yeah. Vậy là do em xuồng xả quá. Em xả hết câu từ em nhiều quá. Em xả hết trong phòng gym đó em. Không viết được cái gì hết trơn rồi. Nhờ em, anh sẽ tích góp lại. Anh sẽ lấy kinh nghiệm, sẽ trở thành một người chững chạc từ bây giờ. Chững thành lên. Ít nói lợi. Tiện đây thì anh hỏi một câu hỏi như thế này. Vừa nãy Gwen Evan có nói là em luôn luôn phải có chất liệu âm nhạc. Thì hai em có những cái người truyền cảm hứng cho hay không? Hay là có một cái idol nào đó để mà hai em có thể nhìn vào và mình làm một cái điểm tựa vững chắc để mà mình đi theo con dòng nhạc đấy không? Có ai không? Một người thần tượng nào đó, kể cả nước ngoài hay trong nước? Em trả lời chắc. Em lớn lên với nhạc rap. Lần đấy là em có nghe nhạc của J. Cole hoặc là Kendrick Lamar khá là nhiều. Nhưng mà đương nhiên là nó không vận vào nhạc của em nhiều đến như thế, vì nó là nhạc rap. Còn ở Việt Nam thì thực sự là cho em được gọi là shout out để tất cả các nghệ sĩ trẻ Việt Nam, những nghệ sĩ cùng lứa của em. Bởi vì em thấy là một người rất là tài năng và ai cũng đang có một cái màu sắc riêng và mọi người đang theo đuổi. Thì em thực sự là em ngưỡng mộ cái điều đó từ mọi người. Mỗi người sẽ có một cái màu sắc riêng đúng không em? Yeah. Thế còn Tân Linh? Em cũng thế ạ. Thực ra cái điều dạo gần đây truyền cảm hứng nhất để cho em làm nhạc đó chính là em được nhìn thấy tất cả các bạn đồng trang lứa của em cũng đang được tự do bay bổng trong sự sáng tạo của các bạn ấy. Năm vừa rồi, năm 2023, em thấy có quá nhiều người có album, có EP và có những cái mixtape rất là hay và rất là kiểu có màu sắc cá nhân. Thế em kiểu siêu vui và em rất mừng, tự hào với tất cả mọi người. Đối với anh là một ca sĩ, chủ đạo của anh là ballad. Nhưng mà anh rất thích những cái dòng nhạc của em, kể cả Tờ Linh hay là Gwen Evan, Loy Choi hay là ái. Thì anh mong rằng hai em sẽ luôn luôn là những người tiên phong cùng tất cả anh em rapper, cùng với cả những bạn trẻ nhá. Trách nhiệm đặt lên gánh nặng. Ôi áp lực quá. Thấy Tờ Linh có trái tim không ngủ yên hả em? Này sao rồi có cái ở trước mặt hơi đáng giận tận đây luôn. Anh để ý nhìn kế bên mới thấy. Nhìn tự nhiên thèm soi tim rim Hà Nội. Tại sao lại có trái tim như vậy nhỉ? Em nghĩ cái này nó cũng chỉ là làm icon hả? Điểm thêm một chút, nhấn nó hợp với cái tâm trạng cái concept của em đúng không? Dạ. Quý vị biết là năm nay là Tài Linh ra album Ái và cái album đó đã được lọt vào top 25 album hay và thành công nhất trong châu Á do tạp chí của Hàn Quốc bình chọn. Đầu tiên là chúc mừng cho Tài Linh và anh. Nói thiệt với em, anh cũng là người đau tất cả các bài để nghe. Anh thích nhất là bài Những Đốm Sáng nha. Và cho anh hỏi là khi em làm cái điều đó, em nghĩ đến cái gì? Tại sao nó phải là album Ái? Em là người yêu nhiều hay sao? Em nghĩ là đối với em thì tình yêu là một điều xúc tác không thể thiếu trong âm nhạc của em. Khi em viết album đấy thì em nghĩ là tâm trạng của em và cái sức khỏe của em nó ở trong cái trạng thái tốt nhất ấy. Em đợt đấy cũng ăn uống rất là healthy, thế nên là đầu óc rất là thoải mái, có được một cái sự... Âm nhạc cũng thoải mái như đúng. Cái cách em đang healthy. Kiểu nó bộc lộ được hết những cái tích cực nhất và những cái kiểu đầy tình yêu nhất. Không, anh rất là thích cái album đó bởi vì anh thấy là cái lyric em viết hay lắm ấy. Có nghĩa là anh không biết làm sao mà tiếng Việt nó nhiều cái chữ cưỡng âm mà em có thể hát nhanh như vậy mà em đưa vô nó rất là ngọt. Cảm ơn ạ. Thiệt, hồi nãy em biết đâu là trái tim đó là hát bằng cả trái tim đó. Cái hàm ý là vậy đó. Đó. Một tràng pháo tay nữa cho Tờ Linh và Ren Evan. Cảm ơn các anh. Cảm ơn mọi người ạ. Em cảm ơn. Chúc mừng em, trời ơi. Tiếp tục đi em, tiếp tục. Anh thích những bản phối của em. Thank you anh. Cái não của em nó đỉnh. Tiến lên nhá, tiến lên em. Tiên phong đấy, tiên phong đấy. Ngày chiến thắng hai đấy. Vào thời khắc kỳ diệu nhất năm. Siêu show giải trí đặc biệt đêm giao thừa. Sống 24 đang đợi bạn. Cùng vô vàn kết hợp bất ngờ làm trái tim dậy sóng. Lần đầu được xem. Lần đầu được nghe. Tất cả lần đầu đều dành cho bạn. Đón giao thừa, đón sóng 24.
ngay lập tức là phải vào ChatGPT luôn anh ạ. Anh Minh Minh hài công nghệ vậy. Kể chuyện hài mà đọc là tôi sổ chấp luôn mà. Một hôm chú voi và chú chuột quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn. Chú voi làm đầu bếp trong khi chú chuột giữ vai trò làm MC. Hợp lý. Đến lúc bữa tiệc bắt đầu thì chú voi đưa ra một đĩa rất lớn đầy bánh ngọt và nói: đây là bánh ngọt ngon nhất thế giới, mọi người cứ thoải mái mà ăn. Nhưng hãy nhớ, chỉ ăn một lần duy nhất, ai ăn thêm phải đối mặt với hậu quả kinh hoàng. Mọi người đều thấy đồng lòng và chỉ ăn một miếng bánh. Có một chú chuột đã ăn thêm 3 miếng bánh. Hay. Lạc lạc cười cho ta, em cũng chưa thấy khúc khúc cười lắm. Chú chuột MC liền nghiêm túc và nói: đến lúc này thì phải đối mặt với hậu quả. Hậu quả gì vậy? Chúng ta đã đưa cậu đến thăm chú voi đầu bếp, anh ấy chắc chắn sẽ biết cách giúp cậu giảm cân. Cả đám đều cười nảy, kể cả chú chuột tham lam. Từ đó chúng ta học được bài học quý giá về việc kiểm soát lòng tham. Bữa tiệc tiếp tục trong không khí vui tươi và hạnh phúc. Cái miếng này nó rơi xuống lòng đất rồi anh, dưới rồi. Được rồi. Nó là under. Em đào lên hộ anh cái. Em ơi không đâu. Máy xúc ra chưa? Em lấy máy xúc không? Máy xúc nhá. Ok anh bưng lên. Cái này nó thuộc về băng đăng nhưng mà. Lạnh quá. Eo ơi, em có nickname chưa? Em chưa. Đặt nhá. Đặt luôn này. Elsa. Nữ hoàng băng giá. Sao lạnh thế? Sống 24 xem sớm nhất trên Vion và lúc 19:30 đêm giao thừa trên kênh HTV2 V Channel on V Giải trí on V Dramas.